Hôm nay thì em Hương sẽ bàn giao một chiếc xe Chevette Cruze bản NTZ số tự động đời 2011 về làm dâu Bình Phước các bác nhé. Xe thì em đã cho lên xe lồng rồi. 2011 Cruze số tự động em Hương dừng giao dịch các bác ơi, nên xe lồng về làm dâu Bình Phước rồi. Em Hương sẽ kiểm tra một lần nữa rồi em sẽ xuất vào trong Bình Dương. Em Hương sẽ kiểm tra một lần nữa là bắt đầu chắc chắn rồi thì em sẽ cho vào làm dâu Bình Phước đây các bác ơi. Đây ạ, xe đây. Em đã tháo biển ra để rút hồ sơ cho các bác đấy rồi, kiểm tra đầy đủ rồi, thông tin các thứ em cũng viết rõ ràng rồi. Cảm ơn anh Giai trong Bình Phước đã ủng hộ em Lê Hương chiếc xe Cruze 2011 số tự động nhé. Đây ạ, em sẽ quay lại cho các bác xem quá trình xe lên lồng của em Hương đây ạ. Bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào từ những dòng xe 85 triệu cho đến trên 1 tỷ em đều có thể trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em ạ. 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn đây là bản chiếc xe Cruze của em, rất là nhiều khách hàng quan tâm thì hôm nay rất là có duyên nên là đã về làm dâu Bình Phước rồi các bác ạ. Chúc anh chị nhà mình đi tốt dùng bền, vạn dặm bình an, thượng lộ bình an trên mọi cung đường nhé. Đây ạ. Đây các bên anh các bác bên xe lồng đây, cho một chiếc xe cứu hộ lên. Chẳng cẩn thận rồi và cho em nó lên lồng luôn.